Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông à, Quý vị thân mến, các cụ có nói Vợ chồng cùng tuổi nằm rưỡi mà ăn à, Tuy nhiên, à, không phải tuổi nào lấy nhau cũng sẽ được cái may mắn đó à, Đôi khi có những cái cặp tuổi mà hễ cứ lấy nhau là bắt đầu là sinh ra đủ chuyện trên đời đó. Và sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp Là tuyệt đối kiêng kỵ lấy những người cùng tuổi Kẻo gặp những cái họa sát thân hoặc là những cái chuyện không hay nó đến với mình à, thưa quý vị à, theo các chuyên gia phong thủy ấy, thì thìn được xem là kho chứa của nước đúng không ạ ngọ là nơi của hỏa vượng còn dậu là chỗ của kim vượng và hợi là chỗ của thủy vượng mỗi địa chi đều có cái khí vượng nhưng trong trường hợp khí vượng nó thái quá thì dễ sinh ra họa và trong trường hợp các địa chi giống nhau mà xếp cùng với nhau được gọi là cái cục diện tự hình tức là tự mình làm tổn hại, làm tổn thương đến mình. vì vậy khi mà lấy những người mà cùng tuổi ấy, rất dễ xảy ra những cái chuyện không hay. À, chính vì thế mà bốn con giáp dưới đây được cho là nếu có thể thì không nên lấy những người cùng tuổi với mình để tránh phạm phải những cái điều đại kỵ à, giúp cho gia đình được thuận hòa hạnh phúc. À, quý vị thân mến, cái chuyện hôn nhân là cái chuyện đại sự của cả đời người, đúng không? À, có những người lấy vợ lấy chồng sau khi lấy vợ lấy chồng thì được rất nhiều cái may mắn phúc lộc tự đến tài lộc thì cứ dồi dào nhưng không ít người khi mà lấy vợ lấy chồng cũng gì phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh và dễ xảy ra cái tình, tình trạng là gì tan đàn sẻ ngé hay là âm dương cách biệt đó và một trong cái trường hợp cực xấu mà được khuyên là quý vị không nên lấy đó là những cặp tự hình nhé à, cặp tự hình thì bao gồm tuổi sau này thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi thìn cặp đầu tiên là những người tuổi thìn nhé thìn à thưa quý vị mặc dù những người tuổi thìn có nhiều cái ưu thế có nhiều cái điểm mạnh là những người kiên định đáng tin cậy không sợ khó khăn thử thách nhưng đặt hai người tuổi thìn cạnh nhau thì lại không phải là một ý tưởng hay đứng về mặt phong thủy mà nói thì thìn là hành thổ thuộc dương hai người tuổi thìn lấy nhau thì dương khí nó thịnh vượng gia đình khó tránh khỏi những chuyện xung đột và khó tránh khỏi những cái mâu thuẫn hậu họa thị phi à, do tuổi thìn đa số đều là những người mà cá tính ngang ngạnh lại tham vọng lớn có cái tôi trong mình rất là lớn đôi khi sẽ bị biến thành cái sự ương bướng cứng đầu mà hai người lại giống nhau thì lại cùng sống với nhau sẽ càng khó đạt được cái sự hòa hợp à, cùng thông minh nhiệt huyết khát khao làm với kẻ chiếm ưu thế dù là nữ cũng không muốn bị chỉ huy bị sai khiến nếu cả hai vợ chồng tuổi thìn thì khó có ai mà chịu nhường ai cái mối quan hệ nó sẽ ngày càng căng thẳng cãi vã là cái điều khó tránh khỏi à, những người tuổi thìn cần một cái đối tác mềm mỏng biết dìm cái tôi xuống để gia đạo được yên ấm hòa thuận do đó nếu tìm được một con giáp khác thì dễ có được cái hạnh phúc bền lâu như ý muốn những người tuổi thìn thì luôn có cái sức hấp dẫn kỳ lạ với những người khác giới. À, tuy nhiên, trái tim của họ lại không dễ gì chinh phục được. À, dù có rung động nhưng mà những người tuổi thìn ấy thì thường tỏ ra vô cùng là kiêu ngạo, không bao giờ để lộ cái tình cảm của mình cho người khác biết. Họ cũng không bao giờ chủ động trong cái chuyện tình cảm hơn nữa. Tuổi thìn yêu thích cái sự tự do, không muốn bó buộc trong cái mối quan hệ hoặc là gì hạn hẹp nào đó. Họ vô tư và được nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. Cái mẫu người yêu lý tưởng của những người tuổi thìn là những người thông minh, tài giỏi, hài hước. Đặc biệt giữa hai người phải có những cái nét chung về cái tính cách và cái sở thích. Họ đặt ra những cái yêu cầu khá là cao trong cái việc lựa chọn cái mảnh ghép thiếu của cuộc đời mình. À, với phụ nữ tuổi thìn thì rất khó nắm bắt được cái tâm lý, cái tình cảm. Họ không dễ thổ lộ cái tình cảm của mình ra bên ngoài cho đối phương được biết bởi cái lòng kiêu hãnh đã khiến cho họ không dám chủ động trong cái tình yêu khi mà đã xa vào cái lưới tình ấy, thì cô nàng sẽ bắt đầu là chăm chuốt cái vẻ về ngoài mục đích là muốn mình trở thành người xinh đẹp nhất trong mắt của người ấy à, phụ nữ tuổi thìn là những con người mà của công việc xã giao xã hội họ đảm nhận nhiều cái vai trò trọng trách lớn à, tuy nhiên không vì thế mà những người tuổi thìn bỏ bê công việc gia đình của một bà nội trợ họ biết cân bằng thời gian của mình để hoàn thành trách nhiệm của một người con, người vợ, người mẹ có thể nói rằng phụ nữ tuổi thìn giỏi việc nước đảm việc nhà là mẫu người lý tưởng trong mong ước nữa à, còn đàn ông tuổi thìn thì khi yêu sẽ luôn cố gắng che chở bảo vệ cho nửa kia của mình nói chung ấy anh ta sẽ chịu khó chăm lo dịu dàng chăm lo cho đối phương từng chút một à, tuy nhiên những người này rất hay ghen đôi khi thì lại ghen tuông một cách là mù quáng vô lý À, khi kết hôn thì đàn ông tuổi Thìn dù bận rộn với công việc nhưng mà họ vẫn luôn dành nhiều thời gian cho gia đình của mình. Bởi đối với họ không có gì là quan trọng bằng cái tình cảm, cái sự yêu thương gắn bó của những người trong nhà. Vì thế mà cả hai người tuổi Thìn khi mà kết hợp với nhau ấy, hoặc là những người tuổi Thìn lấy người cùng tuổi ấy thì sẽ rất dễ xảy ra tình trạng là tan đàn xẻ nghé hoặc là gì xảy ra những cái mâu thuẫn chắc trở dẫn đến cái cuộc chia ly đáng tiếc vì vậy để bảo vệ hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ à, khi quý vị mang theo bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp cái mối quan hệ trong cuộc sống tăng cường cái vận nhân duyên à, giúp gia đạo được bình an hưng vượng tài lộc thì dồi dào Đó. quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn đó là con giáp đầu tiên mà không nên lấy lấy nhau đặc biệt là không nên lấy người cùng tuổi à, con giáp thứ hai mà cũng không nên lấy người cùng tuổi đó chính là những người tuổi những người tuổi ngọ à, quý vị thân mến trời sinh những người tuổi ngọ hầu hết là những người độc lập yêu tự do có nhiệt huyết À, dường như không bao giờ thỏa mãn với cái gì mà họ đã đạt được với cái trí tuệ và một chút cái máu phiêu lưu của mình ấy, thì cuộc sống của họ thường rất sôi động và nhiều cái màu sắc. À, tuy nhiên nếu trong một cái gia đình mà có hai người tuổi ngọ thì chưa hẳn là một điều tốt. À, trên khía cạnh phong thủy ngọ là hỏa thuộc dương hỏa trong nhà mà có hai người tuổi ngọ thì rất dễ xảy ra những chuyện xung khắc. Ngoài ra những người tuổi ngọ có nhịp sinh học và cái lịch làm việc khá là đặc biệt họ coi công việc là cái lẽ sống và làm việc không biết mệt. Nếu mà cùng làm đối tác có thể đây là một cái điều tuyệt vời, họ sẽ dễ dàng cùng nhau phá tan mọi giới hạn, cống hiến hết sức và tạo dựng được một cái sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng nếu là cặp vợ chồng mà cùng lao vào công việc không kể ngày đêm, chưa kể là bản thân thích phiêu lưu và tự do ấy, hai người tuổi ngọ hầu như là sẽ chẳng quan tâm gì đến gia đình, con cái lâu dần cái điều này nữa sẽ khó tránh khỏi những cái mâu thuẫn những cái cãi vã và những cái lục đục trong gia đình những người tuổi ngọ cần một người bạn đời biết thông cảm biết coi việc chăm sóc nhà cửa và con cái là trên hết có như vậy thì cuộc sống mới đạt được cái sự viên mãn và lâu dài những người tuổi ngọ dễ bị rung động bởi cái vẻ đẹp của những người khác giới và bị rơi vào cái vòng xoáy của tình yêu lúc nào không hay họ sẽ không đủ tỉnh táo để điều khiển cái lý trí của mình khi yêu một ai đó Tuổi ngọ chỉ biết lắng nghe theo cái lời trái tim mách bảo và hành động theo cái trực giác của mình Cái sự khéo léo trong giao tiếp khiến cho những người tuổi ngọ được nhiều người yêu quý Đặc biệt là những người khác giới Đó là cái lý do mà tại sao có rất nhiều người theo đuổi và được cho là khá là đào hoa Tuổi ngọ thời trẻ thì trải qua khá là nhiều cái cuộc tình mới mẻ À tuổi ngọ thì thời trẻ phải trải qua khá nhiều một cuộc tình Thì mới có thể tìm được một người phù hợp À, những người này thì thường kém may mắn trong chuyện tình yêu đôi lứa, phải trải qua nhiều cuộc tình, nhiều tổn thương. À, tuổi ngọ mới có thể tìm được cái hạnh phúc thật sự. À, những cuộc tình của họ sẽ nhanh chóng tan vỡ, một phần là do cái sự nôn nóng của họ, vội vàng và đặc biệt là cái tính cả thèm chóng chán, đứng núi này trông núi nọ của những người tuổi ngọ. À, với phụ nữ tuổi ngọ thì thích những cái mẫu đàn ông thông minh, mạnh mẽ và đầy quyến rũ họ luôn mong ước được cùng với cái người mình yêu ấy trải qua những khó khăn những thử thách trong cái cuộc sống và xây dựng cái mối quan hệ lâu dài bền vững. À, khi mà đã lập gia đình thì phụ nữ tuổi ngọ sẽ hết mực chăm lo cho chồng cho con và những người thân trong gia đình. còn đàn ông tuổi ngọ thì thời còn trẻ ham chơi thích tự do với cái cuộc sống bên ngoài ít dành thời gian quan tâm chăm sóc cho gia đình nhưng khi trưởng thành ấy, thì họ gì có những cái suy nghĩ khác chín chắn hơn Thay vì tụ tập bạn bè sau những giờ làm việc thì họ quay trở lại với tổ ấm gia đình của mình cùng ăn tối nói chuyện với những người mình thân yêu nhất trong gia đình Đối với đàn ông tuổi ngọ không có gì có thể quan trọng bằng cái tình cảm yêu thương cái sự hòa hợp của mọi người trong gia đình Tuổi ngọ có thể kết duyên với những người tuổi tuất, tuổi mùi, tuổi dần Ngược lại không nên kết duyên với những người tuổi sửu tuổi tí sẽ gì gây ra những xung đột những mâu thuẫn đặc biệt là những người tuổi ngọ mà lấy tuổi ngọ thì lại cũng có những cái chuyện không hay đó do cục diện tự hình nó án ngữ vậy nên những người tuổi ngọ ấy, tuyệt đối không nên lấy người cùng tuổi đó cứ lấy người cùng tuổi hoặc là gì lấy cùng quan giáp tuổi ngọ vì thế để hóa giải cục diện tự hình cũng như là mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi ngọ ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ. Đó là con giáp thứ hai không nên lấy nhau. Tiếp theo cặp con giáp thứ ba không nên lấy nhau thì đó chính là những người tuổi sợ À, thưa quý vị, những người tuổi Dậu đa phần là trời sinh là những người tài năng, sống rất có trách nhiệm. Nhưng điểm yếu chí mạng của họ là luôn thấy mình hơn người nên là có phần kiêu căng. Họ cũng sống rất là thẳng tính, cầu toàn nên thường chỉ trích những kẻ khác khi mà thấy các nhược điểm của họ. Nếu mà hai người tuổi Dậu kết hôn với nhau cũng giống như hai thanh kim loại va vào nhau. Có thể hôn nhân của họ sẽ gì? Chứa đầy những cái mâu thuẫn, những cái cãi vã vì không ai chịu nhường ai. Một nhà mà một nhà không thể có hai người chiến thắng, người tuổi dậu hoặc là người phải biết kìm cái tôi của mình thì mới mong sống được với người giống mình, hoặc là phải tìm một con giáp khác không so đo hơn thua thì mới có được cái hạnh phúc lâu dài. Những người tuổi dậu năng động, hài hước, luôn nổi bật trước cái đám đông và được nhiều người chú ý. Vì thế mà họ có cái đời sống tình cảm khá là phong phú. Những người này tuy bề ngoài rất là mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng thật ra ấy, họ sống giàu tình cảm, dễ xúc động và dễ bị tổn thương. Tuổi dậu tính tình thẳng thắn, bộc trực, họ khó gây được cái thiện cảm với những người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. À, chỉ mà khi tiếp xúc nhiều lần và trở nên thân thiết ấy, thì các bạn mới có thể là nhận được cái lòng nhân hậu, tốt bụng và trung thành của những người tuổi dậu. Đối với những người này thì gia đình là nơi thiêng liêng và quan trọng nhất trong suốt cuộc đời. Mỗi khi mà gặp khó khăn, gia đình chính là cái nguồn động lực đầu tiên giúp cho họ có thêm cái nghị lực, có thêm cái sức mạnh để vượt qua những thử thách đó. À, dù là trên phương diện tình cảm hay là tình yêu ấy, thì những người tuổi dậu ít khi bộc lộ, thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Họ thích được người khác ca tụng, nhưng lại vụng về trong cách khen ngợi, bày tỏ tình cảm với những người khác. Những người tuổi dậu chỉ âm thầm thể hiện cái sự yêu thương, trân trọng của mình qua từng cái hành động ấm áp ý nghĩa đàn ông tuổi dậu có xu hướng là tìm kiếm cho mình những cái người bạn đời có chung sở thích tính cách và cái quan điểm cũng như là trong cái phong cách sống họ hy vọng xây dựng được cái mối quan hệ hòa hợp vững chắc lâu dài dựa trên cái sự yêu thương và cái sự tin tưởng lẫn nhau dù được nhiều cô nàng chú ý nhưng đàn ông tuổi dậu cũng hết lòng trung thủy với tình yêu của mình họ chăm chỉ làm việc không ngừng phấn đấu để xây dựng cái sự nghiệp đem lại cái cuộc sống sung túc giàu có đầy đủ cho những người mình thương yêu nhất. À, bên cạnh đó thì phụ nữ tuổi dậu là những người mà năng động, mạnh mẽ. Trong tình yêu thì họ không quan tâm đến cái khuôn mẫu của xã hội. Nếu mà thích ai thì họ sẽ thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình. Cô nàng tuổi dậu thì không bao giờ chịu an phận với một cái cuộc sống của một cô gái yếu đuối tầm thường. Họ cũng có những cái ước mơ, những hoài bão và những cái dự định trong cuộc đời mình. Khi mà lập gia đình ấy, thì phụ nữ tuổi dậu toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng cho con họ có thể hy sinh mọi thứ để đem lại cái cuộc sống đầy đủ sung sướng cho những người thân dù mạnh mẽ nhưng mà những người tuổi dậu vẫn luôn cần có một cái bờ vai vững chắc chỗ dựa tinh thần cho cái cuộc đời của mình à, tuy nhiên đường tình duyên của những người tuổi dậu không mấy may mắn thuận lợi họ phải trải qua nhiều quấy cuộc tình thì mới có thể là tìm được một cái người mình yêu thực sự trọn vẹn dù là người rất trung thủy nhưng mà tình yêu của họ vẫn bị phản bội hoặc là gì, đôi khi gặp phải những thất bại. cái sự đổ vỡ ấy không hẳn hoàn toàn tại đối phương mà cũng một phần là do các bạn quá nhạy cảm và nóng vội. tình yêu của bạn cần phải có thời gian để tìm hiểu và phát triển. đối phương sẽ bỏ chạy nếu như mà bạn quá hấp tấp muốn kiểm soát hoặc là gì chiếm hữu người mình yêu. nếu muốn xây dựng một tình yêu lâu dài bền vững Phụ nữ tuổi dậu nên biết cách chủ động đúng lúc đúng chỗ, không nên quá bạo dạn, tự tin. Nam giới tuổi dậu thì cần phải học cách trân trọng đối phương, dành nhiều thời gian để xây dựng cái tình yêu của mình. À, những cô nàng tuổi dậu thích hợp với những chàng trai năng động, nhiệt tình, tốt bụng, hài hước. Còn đàn ông tuổi dậu thì nên kết hôn với những người phụ nữ đảm đang, nhân hậu, vui vẻ. Đấy. À, tuy nhiên, những người tuổi dậu cũng cần nhớ rằng. Chọn một người bạn đời phải dựa trên cái sự tin tưởng, sự yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Có như vậy thì tình yêu mới có thể lâu dài, bền vững được. À thưa quý vị, à trên phương diện tình yêu của những người tuổi dậu ấy, nếu mà kết duyên với những người tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn thì sẽ có cuộc đời đời sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc và hòa thuận. Nếu mà kết duyên với những người tuổi Mão hoặc là tuổi Dậu ấy thì sẽ dễ gây ra tình trạng là xung khắc tự hình các mối quan hệ khó có thể duy trì được lâu dài thậm chí là dẫn đến tình trạng là tan đàn xẻ nghé âm dương cách biệt Đấy. vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm vì thế để hóa giải cái cục diện thì quý vị hãy sử dụng một cái vòng tăng hợp quý nhân tỵ dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp thứ ba không nên đến nhau. À, tiếp theo, con giáp thứ tư không nên đến nhau ấy thì không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. À thưa quý vị, à, những người sinh năm Hợi được cho là những người tốt tính, hiền lành tràn đầy cái sự lương thiện và luôn quan tâm đến những người khác. À, tuy nhiên họ cũng có những cái nhược điểm là hay mềm yếu, thỏa hiệp, sống theo cảm xúc nhiều hơn lý trí, khoan dung nhiều nên là dễ trở thành nhu nhược, nhiều khi không phân biệt được đâu là đúng sai, dễ bị kẻ xấu lợi dụng và và lừa gạt. Về mặt phong thủy, hợi thuộc hành thủy là âm thủy. Nhà mà có hai người tuổi hợi tức là quá nhiều âm không tốt. À, chính vì vậy nếu vợ chồng cùng tuổi hợi thì gia đình hay bị lục đục vì cái việc lớn trong nhà thì cũng dùng rằng không ai quyết được chồng thì không có uy vợ thì không nghe lời ngoài ra ấy, còn khó bề dạy dỗ con cái đi vào cái khuôn khổ chính vì họ cũng ít khi sống theo cái phép tắc do đó những người tuổi hợi cần phải tìm một con giáp khác có tính mạnh mẽ quyết đoán có thể bù đắp cho cái thiếu sót của họ để xây dựng được một cái gia đình hòa thuận thịnh vượng Tình yêu của những người tuổi hợi thì cũng đơn giản như cái tính cách của họ vậy. Chân thành, thẳng thắn và trung thủy. Khi yêu một ai đó thì tuổi hợi thường vụng về trong cái cách bày tỏ cái tình cảm cái suy nghĩ của mình. Họ thường giấu kín cho đến khi trong trái tim không thể chất chứa thêm được những cái tình yêu thương ấy nữa. Khi mà đã chinh phục được trái tim của đối phương ấy, thì những người tuổi hợi mới có thể mạnh dạn thể hiện cái tình cảm ngọt ngào của mình. À, họ biết cách làm mới cái tình yêu bằng những cái bất ngờ, thú vị và độc đáo. Những người này sẵn sàng làm mọi thứ để người mình yêu được vui vẻ và hạnh phúc. À, thế nhưng thật lòng ấy không phải lúc nào cũng giúp họ tìm thấy được cái chìa khóa để mở ra cái cánh cửa hạnh phúc. Đôi khi ấy, cái sự cả tin và vội vàng sẽ khiến cho họ có cái những cái sự lựa chọn sai lầm. Khi tình yêu đổ vỡ, hơn ai khác, những người tuổi hợi chính là những người chịu tổn thương nhiều nhất. Đó sẽ là cái bài học quý giá giúp họ trưởng thành hơn trong cái cuộc sống và khắc phục những cái khuyết điểm, hoàn thiện bản thân của mình hơn. Nếu mà yêu người tuổi hợi thì các bạn sẽ cảm thấy mình được chăm sóc, quan tâm rất là chu đáo. Hơn nữa, các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào cái sự chân thành, tốt bụng của của đối phương. Tuổi hợi sẽ luôn thấu hiểu, cảm thông, lắng nghe và chia sẻ mỗi khi mà các bạn gặp khó khăn hay là buồn phiền. Nhờ vào cái sự khéo léo và cái cách biết đối nhân xử thế những người tuổi hợi được nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ. Bởi vậy, họ ít khi chủ động trong chuyện tình yêu. Nếu như họ ngỏ lời với ai đó thì chắc chắn những người tuổi hợi đã đem lòng yêu mến họ rất là sâu sắc. À, những chàng trai tuổi hợi thì không giỏi trong cái cách thể hiện cái tình cảm chinh phục đối phương. Họ thường hành động theo cái trái tim mách bảo, chân thành và có một chút dạy khờ. Thế nhưng đó không hoàn toàn là cái khuyết điểm. Đôi khi ấy, sự nhút nhát ấy lại là một cái vũ khí lợi hại giúp cho những người tuổi Hợi chinh phục được trái tim của đối phương. À, thưa quý vị, tuổi Hợi dù là nam giới hay là nữ giới thì đều rất thân thiện, chân thành và cởi mở. Tình yêu của họ thì rất là gì trong sáng và giản dị. Tuổi Hợi luôn mong muốn cùng người mình yêu ấy, trải qua những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống và xây dựng được một cái cuộc hôn nhân vĩnh cửu. Nhược điểm duy nhất của đàn ông tuổi Hợi là khá là ra trưởng và bảo thủ. Họ thường đặt ra những cái yêu cầu cao về cái tình cảm của mình và đòi hỏi đối phương phải thực hiện. Nam giới tuổi hợi khi mà đã trải qua vấp ngãi trong tình yêu thì họ sẽ trở nên nghi ngờ, bảo thủ và thận trọng hơn. À, nữ giới tuổi hợi thì rất nghiêm khắc trong chuyện tình yêu. Họ luôn chờ đợi, tìm kiếm cho mình một cái mảnh ghép phù hợp. Khi yêu thì cô nàng này đôi lúc dịu dàng, ân cần, nhưng cũng gì có lúc lại rất là tinh nghịch và bướng bỉnh. À, thế nhưng dù ở cái trạng thái nào thì họ đều rất là đáng yêu và làm biết bao nhiêu chàng trai rung động khi đã kết hôn thì họ sẽ trở thành những người phụ nữ của gia đình tuổi hợi dành nhiều thời gian để chăm sóc cho chồng cho con và cho cái tổ ấm của mình họ là mẫu người giỏi việc nước đảm việc nhà vừa bận rộn chăm chỉ với công việc lại vừa có thể là hoàn thành xuất sắc cái vai trò của một người mẹ một người vợ à, tuy nhiên khi mà hai người tuổi hợi kết hợp với nhau ấy, thì cũng sẽ xảy ra nhiều cái chuyện không được như ý vợ chồng dễ xảy ra chuyện là tan đàn xẻ nghé hay là gì dễ xảy ra những cái chuyện là chia ly vì vậy mà phạm một cục diện tự hình ấy, nên là những người tuổi hợi cũng không nên lấy nhau và để hóa giải ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để được trợ vận hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. đó là con giáp thứ tư mà được khuyên là không nên lấy người cùng tuổi. À, thưa quý vị các cụ nói là cùng tuổi năm rưỡi mà ăn đấy. như quý vị thấy thì nếu mà bốn con giáp này mà lấy nhau ấy thì rất khó có được cái hạnh phúc thật sự trọn vẹn. À, quý vị cứ thử chiêm nghiệm mà xem nhé trong những người những cuộc sống xung quanh mình ấy. À, có những cặp tuổi như thế này như thế này không nhá dễ rất dễ xảy ra những chuyện tan nạn trẻ nhé đó à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp không nên lấy người cùng tuổi đó đó là những tuổi sau một tuổi thìn 2 tuổi ngọ 3 tuổi dậu 4 tuổi hợi những con giáp này lấy nhau thì bị phạm một cục diện tự hình tức là tự mình làm hình mình tự mình gây khó cho mình, tự mình làm tổn thương mình và tự mình cũng làm gì tổn thương cho đối phương. Đấy, vì thế mà bốn con giáp này tuyệt đối không nên lấy nhau. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.